Mình nói thì nó hơi nhiều xưng, mà mình phải nói đặng cho bà con đặng nắm đặng phần về coi là cái vườn dừa của mình nè. Bà con thấy không, bà con nhìn thấy cái dừa nó muốn đậu liền khỏi cần mà ấy thuốc nè, nó trống nó trảng nó bẹ nó rã bẹ, bà con thấy không, cái dừa mà cái bẹ mà không có rã là đâu có ra trái, cái là lưỡi mèo ra không nổi lấy đâu mà ra mà cái trái nhỏ cái trái cho bà con đó. Bà con thấy không, cái lưỡi mèo ra một lúc không đó, thời điểm này mà cái lưỡi mèo ra vậy là bà con thấy cái nào. Không phải mình quay mình để mình phe cái vườn dừa mình, nhưng mà mình lấy cái cảnh thực tế cái mình chia sẻ cho bà con hết nè. Đây nó cũng bị một hai con đốm con điệp sáp này bà con, nhưng mà bà con muốn trị con điệp sáp nè, mình quay cho kỹ đó, nó trắng 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 trời nào bà con thấy không đó. Đây nè, mình sẽ quay rõ luôn cho bà con thấy nè, con điệp sáp nè đó, bà con thấy chưa, nó ăn trắng trắng đó. Bây giờ nếu bà con không xịt, nó giờ nó đang tấn công cái dòng đọt đó, bà con thấy không đó.